Bây giờ sẽ thực hành cho các bạn cái bông hoa màu đỏ, mẫu đơn màu đỏ nhé. Để làm được cái hoa mẫu đơn màu đỏ này thì các bạn pha màu đỏ số 6. Và các bạn phải pha màu đậm lên. Màu đỏ thì pha màu đậm và hơi hao màu thì nó mới lên được đỏ nha các bạn. Nếu như các bạn nặng màu ít á, thì nó chỉ lên kiểu hồng tái tái thôi, nó không có được đỏ như thế này. Về cánh hoa thì tất cả chúng ta cũng làm thao tác y chang như cái hoa màu hồng kia. Bây giờ thì chúng ta tô màu. Vì là nó đã đỏ đậm thì chúng ta chỉ phớt màu lên từ trên đi xuống cho cái cánh hoa cho nó sáng lên. Cho nhìn cái cánh hoa nó tươi nó sáng thôi các bạn, nên chúng ta không có cần phải tô kỹ như là những cái màu khác, màu nhạt, tông nhạt thì bắt buộc chúng ta phải đánh màu kỹ lắm. Ở này chúng ta chỉ việc phớt màu cho cánh nó tươi lên nè. Và chúng ta cũng chỉ còn làm một mặt trên thôi, không cần phải làm mặt dưới như cái hoa màu hồng. Rồi bây giờ nếu mà cái đỏ trơn hết thì cái hoa nó nhìn không có nổi bật, nên chúng ta sẽ sử dụng thêm màu tím số 47. Qua màu tím thì phải dùng cỏ tím nha các bạn. Mình chấm chút xíu vào cho cái cuốn nè. Và mình phớt nó sẽ sậm sậm hơn xuống chút xíu nè. Thì ráp cái bông nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi chúng ta cũng lại bẻ kẽm vuông góc xuống, tương tự như hoa màu kia thôi. Và cứ như vậy thì các bạn làm hết, tô đều hết tất cả các cánh nha. Rồi những cánh hoa chúng ta đã tô xong như thế này, bây giờ chúng ta sẽ cột nhị hoa. Cột nhị hoa thì cũng tương tự như cái hoa màu hồng thôi.
xong cái bông hoa, cách lắp ráp thì cũng giống như cái hoa màu hồng, và đây là hoàn chỉnh cái bông màu đỏ. Bây giờ thì chúng ta cũng tô cái thân. Giờ chúng ta cũng gắn lá vào tương tự như cái hoa màu hồng. Đây xong, hoàn chỉnh nhánh hoa như thế này. Đây là hoa này màu đỏ, khách đặt cắm chậu nên sẽ để cái nụ riêng. Mình sẽ làm một cái cành hoa, cành nụ riêng. Tùy thích các bạn thích màu nào thì mình làm màu đó nhé. Hoặc là phối nhiều màu cũng rất là đẹp.